Mày chết nên chắc mày chết khúc cuối đúng không? Đậm đà thơm lừng, liệu em có ưng? Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới, thử ngay. Chưa ăn hộp vịt lộn chưa? Chưa ăn hộp vịt lộn qua quê. À này game 2 thì có 20 mấy phút rồi anh em ơi. Ờ game này game 1. Game 1 rớt nó băng trụ như là không á. Áp phép đồ khuất đi ra thờ khẳng nào mà phát được cái. Bình lộn ta. À, thôi lộn ta, thôi lộn ta. Bình lộn thay chết lộn ta. Ê, mình đưa bật kế, mình đưa bật kế. Ta chết thay được. Cái con nào, mình đưa mình con nào. Ta chút phát được, áp phép đồ sức bè lửa. Chạm ta, chạm ta, chạm ta. Game 1 bên phía của DS đánh được lúc đầu. Này game 2. Ok. À đây tao, Ấm lên bà đây, Lên thôi. Ấm đây, ấm đây. Để ấm đây. Ông tôi đây, ông tôi đây. Hoa hoa hoa, ông tôi đây. Horuki, để ta đi cái chỗ. Horuki, chạm vào. Horuki. Horuki, xin chào. Thầy cũng có 없어. 어, 나 잘 가지. 오르키 오르키. 다 노트에 녹음. 끝낼 생각하죠. 끝낼 생각. 어, 내가. 탈공 없어. 어, 나 잘 가지. 오르키 오르키. 다 노트에 녹음. 끝낼 생각. 잘 있나? 탈공 없어. 오, Faker 탐민 세라 세야 không có R luôn kìa. Đang cooldown quá anh em. Cái khúc này là cooldown gần xong luôn á. Faker 탐민 세야 không có R luôn hả? Ghê vậy. Nhớ có cái đoạn nào Faker trước đó cũng biết được cái chiêu cuối hồi bao nhiêu giây của một cái con tướng nào á. Trong cái đoạn mà trao đổi lâu lâu rồi. Honor với lại Faker với lại ai đó thì phải. Trong team á. Ờ, ta sẽ ra khai cho Uruki Uruki. Chiêu hồi là chiêu cuối. Ờ, đeo quá. Ta Uruki á. Ủa, chẳng bảo. Ủa, chẳng bảo, chẳng bảo. Cân này cho. Ta kêu cho. Chẳng bảo. Thái cung tụi rầy đấy. Trời ơi, tham minh kìa. Tham minh Teddy hồ rờ luôn kìa. Thái cung tụi rầy đấy. 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 Thái cung tụi rầy. Rồi. Anh xem mà chưa đi, Tejun bị đẩy xuống CL nhưng mà nó đánh cùng được đánh chính đánh ác. Đây chắc mình coi ván 1 là chính anh em ơi. Ván 2 anh game nhanh quá. Ván 2 bị out trình đó. À, đối với phía T1 cũng tương tự là như vậy khi mà tuyến đầu của họ cũng không phải là những chống chịu thuần. Một ván đấu mà họ sẽ... Nói chung là ban bích ở trong cái ván này thì cũng không có nhiều điều để nói á. Kiểu như nó nằm ở trong tính toán của cả hai phía luôn rồi đó anh em. Nhưng mà... mở giao tranh đến từ Vi làm công cụ tấn công chính, nhưng đội hình của họ khi mà lao vào thì lại không, nhưng mà chủ yếu là cái cách phối hợp á, mình vô mình coi highlight có những cái tình huống kiểu dạng phối hợp mình sẽ thấy được cái sự ăn ý đến từ bên phía của T1 á. Ví dụ như là cái pha mà Honor á, nó giật ngược trở lại, nó để cho Kera tốc biến búp e á, tính spell đồ các thứ, ổ lộn tính sát thương đồ các thứ ác lắm. Nó thể hiện được cái mức độ ăn ý ở trong cái sự phối hợp của từng nhân sự tốt hơn so với bên phía của DS rất là nhiều, và thậm chí bên phía của team One thì bây giờ là tốt hơn so với phần lớn những cái team thi đấu liên minh ha, tại họ đánh với nhau lâu rồi mà anh em. Rồi, ván thi đấu đầu tiên sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Chúng ta sẽ có một con Lucian đòn phủ đầu kết hợp cùng với đó thiêu đốt để gia tăng thêm áp lực đi đường. Dạo gần đây thì nhiều người chơi LCK lấy con Azi bước chân thần tốc ở đường giữa trụ đường ha. Chứ không còn chơi theo kiểu dạng BK với lại cái mưa kiếm nữa. Xong rồi mình cũng đang thấy một con Zac bước chân thần tốc nè. Trận sau thì mình cũng có con Zac bước chân luôn anh em. Không còn là quyền năng bất không diệt nữa.
ta có kiệt sức để có thể khắc chế cái combo lướt lên của Gumashi, và chưa kể sẵn sàng tấn công nữa, sẵn sàng để có thể BK ở thời điểm cấp độ 1 đến từ bộ spawn vắng này thì găng ok. Có mấy pha găng cũng được, một phần là bởi vì bên phía Tuyên Oanh họ đánh rất là tự tin đó, chủ yếu trao đổi chiêu thức luôn đó nè. À, pha này Gumashi chết. Lướt lên bị trúng cái hỏa cước nè. Ăn quá trời đam. Tiếp tục lao lên với pháo trọng trường và đánh tay liên tục chiến công đầu dành cho Teddy trong một pha lướt lên có phần hơi nguy hiểm đến từ Gumashi, và anh ta đã phải trả giá. Một tình huống phòng vệ phản công tốt đến từ Bleta để có thể tạo ra khoảng trống dành cho Teddy trả ngược trở lại sát thương. À, và đó là trong những cái lợi điểm khi mà điểm hạ gục chiến công đầu tiên lại nằm trong tay của Aphelos của Teddy nữa. Những con sâu hư không với Honor. Và đó là con sâu hư không đầu tiên thuộc về cho Spawn ở anh. Một lượng kinh nghiệm rất lớn với con sâu hư không đầu tiên và có được cho mình cấp độ 5. Kiểu pha này thì Honor sẽ cố gắng cướp một con sâu á. Với lại anh em sẽ để ý là Honor nó sẽ cướp pha này một sâu đúng không? Xong rồi pha sâu nó cố gắng cướp thêm một sâu nữa. Nó hạn chế 5 bù lợi sâu đến từ bên phía của Ranus á. Tại vì phải có 5 cộng dồn thì mới tạo được bọ. Này rất mất flash. Quyết định lao vào nhưng Spawner là người thành công ở trong cái tình huống trừng phạt sâu thứ ba. Đó là những lợi thế. Sẽ mất flash hình như sẽ bị găng tiếp pha sau. Từ việc họ có một pha đùa kill tại khu đường dưới với chiến công đầu dành cho Teddy, cho tới việc người chơi đi rừng của họ có khả năng trừng phạt tốt hơn. Trong pha vừa rồi thì rõ ràng là Gumayusi đã không có đủ cơ sở để lướt lên khi mà đối phương đang cầm. Trả đam ác ha. Lucian với lại Milo trả đam kinh khủng quá chứ. Mà kiểu dạng Linh thấy là kiểu dạng Lucian đồ các thứ á, có thể lấy bước chân thần tốc đi với lại Milo cũng được. Đánh BK lúc đầu cũng ok, cố gắng kiểu dạng cố gắng chịu BK luôn á. Còn Aphelos mà lấy cái sẵn sàng tấn công này phối hợp với lại Milo thì với lại Lulu thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì những cái đòn đánh sẵn sàng tấn công nó sẽ kết hợp với lại E của Lulu á. Nhiều sát thương lắm. Mấy tình huống này mấy tình huống đánh rất tự tin của phía Tuyên Oanh ha. Xong rồi bong khai thác được spawn khai thác được. À, pha này lên được trên găng nữa. Rất chưa hồi lại tốc biến á. Quy đúp CC tưởng thoát rồi chứ. Nè hút nguyên đóng máu xong tưởng thoát rồi. Nhưng mà vô tình là reo nó tăng trụ. Xong Rascal có được điểm hòa cục. Mà bản thân kiểu dạng bên phía của Tuyên Quang khác với lại những đội tuyển như là bên phía của Hoàng Hoa Lai á, đi đường của bên phía Tuyên Quang rất áp lực. Anh em sẽ thấy nè, đường trên nè, đường giữa, đường dưới lúc nào cũng gác trước chỉ số lính đó ha. Này là đơn thuần là xử lý chất tướng thôi đó anh em, chứ chưa có áp lực đến từ rừng nha. Mà kiểu dạng bước vô chơi game ba lên thắng á, thì đây là một cái lợi điểm khi mà bên phía của Tuyên Quang đang sở hữu những người chơi tay to. Faker tay to luôn nha anh em ha. Nó sườn dốc từng sự nghiệp nhưng mà tay to vãi. Anh đang dẫn lối hút nguyên đống máu. Này cái pha phối hợp. Anh em sẽ thấy đây là một cái tình huống mà nó thể hiện được cái mức độ phối hợp giữa Kera với lại Honor. Hai thanh niên này ở chung phòng nữa đúng không? Kiểu Honor vô đấm cái làm mềm. Xong rồi bình thường á, Honor sẽ có chiêu cuối nhưng mà không sử dụng chiêu cuối trong trường hợp này. Thường á là những người chơi người ta đấm vô xong người ta sử dụng chiêu cuối luôn. Nhưng Honor câu kéo nhấp nhả nè, lùi về một dịp để cho Kera ok tiếp cận tốc biến lên, búp đam, búp e để có thêm sát thương á. Xong mới rờ. Kiểu dạng nhìn phối hợp nhìn nó không biết với nhau họ giao tiếp với nhau như thế nào trong tình huống vừa rồi mà đưa ra những cái quyết định mà nó rất là nhanh. Anh em sẽ thấy là pha vừa rồi là Honor chủ động giật lại một dịp để chờ Kira tới. Chắc Honor cũng biết đánh Nami. Nhưng pha đó rờ vô mình nhiều khi là không đủ đam á nè. Faker bị lụm rồi. Hồi này khai thác cái tốc biến của Teddy mất từ trước ha. Nhưng mà thủy ngục vừa rồi
tẩy CC. Cặp này trade ngược trở lại cũng ok, có anh trăng dẫn lối nữa, này súng huyết tinh nữa. Ơi pha này hay nè, tính là pha này hay nè. Tại vì pha trước á là Rascal dịch chuyển đánh giao tranh với lại team ở rồng. Sau đó Zed đơn giản là Zed sẽ tìm cái phương án để hơn về cái phép trợ dịch chuyển của Zed á, xong rồi gây sức ép ngược trở lại khu vực đường dưới, và với cái điều kiện là boss phải đánh BK. Trong cái bối cảnh này thì boss đang đánh BK nè, đối phương thì xạ thủ mất spell nè, nên Zed quyết định là TP xuống đường dưới á, với ý định là kiểu dạng băng trụ luôn á, lụm Teddy á nè. Cái vòng rừng thì đang có Honor hứng lên cánh trên rồi. Honor farm 3 bãi xong hứng cái đợt lứng cánh trên, coi như cũng không bị mất kinh nghiệm ở đường trên. Và nếu như cái kế hoạch TB đến từ Z á, thì họ sẽ hủy diệt được xạ thủ ở đường dưới nữa, tạo ra cái chênh lệch ha. Pha này TB xuống đường dưới thì cũng đột biến, nhưng mà không có điểm hạ gục, bên kia vẫn về được. Trước đó rồi rất dịch chuyển xuống với chiến binh tận thế, nhưng anh ta bị dính hỏa cước, bị đẩy ngược trở ra và rất không tiếp cận được, tốc biến lên và tốc biến đúp nhưng mà không trúng đó chứ. Khiến cho rất không có đủ cơ sở để giữ chân bộ đội Teddy cùng với Preta lại. Cái này là đang hơn tài nguyên và cố gắng khuếch đại cái lượng tài nguyên nhỉnh hơn á của phía T1 á. Nhìn ra những cái tình huống để mà sử dụng cái tài nguyên của mình và tạo ra một cái lượng chênh lệch hơn từ cái tài nguyên đó đó nè. Nên em sẽ thấy là cái lối chơi tấn công thường là lối chơi đó. Pha này chịu à? Sponger có mấy pha găng như này áp lực hơn. Và đó gần như su găng rồi em ạ. Anh em sẽ thấy nè. Mặc dù bên phía của Ranus chênh về điểm hạ gục, nhưng tiền của họ không chênh. Đi đường không vượt trội hơn. Này thủy ngục trượt, nếu thủy ngục trúng thì chắc là giết được Teddy trước. Đó là một tình huống Pleta nằm xuống thay cho xạ thủ của mình và cú dịch chuyển tới từ Setup thì anh ta cũng đang có thể là mục tiêu bị tấn công, nhưng có sự xuất hiện đến từ Rascal với những cú tốc biến của một con Jack, nó có thể mang lại một áp lực khiến cho phía T1 cần phải rút lui cho pha này. Còn trong trường hợp này thì T1 có vẻ như họ sẽ muốn giao tranh với một góc. Pha này thì Honor bị bắt. Tự nhiên trong bụi này có mắt thấu kính nó mới ác chứ. Đang có góc vòng ngon xong rồi trong bụi có mắt thấu kính cái Honor bị bắt luôn. Nhưng mà Honor bị bắt nhưng mà vẫn có tình huống giao tranh 4 đến 5 như thắng lợi cho phía của T1 thì phải. Như pha tiếp theo. Zed ha, Zed hay có mấy pha mà kiểu dạng TP ra phía sau như thế này ha. Nè, pha này 4 đến 5. Pha này setup gần như là không đóng góp được sát thương á. Faker hút được tài nguyên của hai thành viên của phía Ranus. Nè, Z dịch chuyển ra phía sau tạo ra cái thế kẹp. Cái góc dịch chuyển này đến từ Z là chúng ta thường hay sử dụng với lại vị tướng Yone. Ha, đánh kẹp cùng với lại team tạo ra một cái nhịp mở mà nó đủ mạnh ở nhiều góc khác nhau. Còn pha này thì Spawn với lại Rascal chồng vô Faker nhưng mà không đủ sát thương dứt điểm. Faker xoáy tại chỗ, xoáy tại chỗ xong rồi đúp luôn. Đúp chạy nhanh thêm. Orina của Faker là Orina thiên thạch anh em ha. Và tốc độ chạy nó vẫn kịp. Hỗ trợ thêm chút xíu đến từ Kera với lại thủy ngục nữa. Zed tới vét mạng, setup gần như là chết chay. Chết như có 3 sát ở trong cái pha này. Ôi ôi, Kera đánh cơ. Honor cũng kịp xuất hiện để có thể đóng góp thêm hiệu đầu là cực tác và đơn giản dành cho Zed mà thôi. Tốc biến đánh tay nội tại cùng phía DS. Ở pha đó pha quan trọng nhất anh em. 4 đến 5 pha đó cây thắng luôn. Ở trong tình huống vừa rồi, anh ta là đối tượng bị nhắm tới đến từ Spawn cũng như Rascal. Nhưng với cú sấy thì Faker tốc biến thoát khỏi phân chia thiên hạ và tạm thời đang có vị trí an toàn. Bù lại Bardo đã thuộc về dân phía của T1. Spawn có ý định tạt cánh. Kera support án rồi. Kera nói gì nữa nè. Kera hiện tại đang top 1 rồi. Sự ghi lý kỹ năng ghê lắm. Có nhiều cái mà mình không nghĩ ra. Xong phải coi Kera xử lý chiêu tướng anh em. Ví dụ như là anh em thấy con ba mở cái hành trình kỳ diệu ngay chỗ này nè. Cái góc ngay chỗ đó mà vẫn biết. Phát trước giờ anh em có thấy cái góc đó bao giờ không? Quá bất ngờ luôn á chứ. Kiểu nhiều cái nó dị nhân quá.
Pha vừa rồi là pha end game rồi này. 4 đánh 5 thắng xong rồi có Baron cái end game. Ép quá mạnh. Mà kiểu dạng ép mạnh như thế này thì phải chơi theo kiểu dạng BK tấn công ha. Rồi xử lý nó rất là nhanh nữa trong những cái quyết định của mình á. Anh này thì bên phía của Randus không dám mở. Thì quanh mở luôn em. Vô lượm Teddy là CC một đống. Faker coi như là xoáy 3 ha. Tại Teddy chết trước rồi. Nên kiểu như là bây giờ bên phía của T1, thứ nhất là phong độ xử lý về nhân sự của họ ở đường đơn á đang tốt, có thể gọi là 9 điểm ở nhiều vị trí khác nhau. Thứ hai nữa là cái khả năng phối hợp với nhau của họ lại rất là tốt, chắc phải 10 điểm. Thứ ba nữa là cái khả năng ra những cái quyết định của tập thể và của team á của họ vẫn đang rất là tốt, chắc phải cỡ 9 điểm rưỡi. Nhưng bây giờ phong độ của họ vẫn đang cao á. Bệ tướng của họ lại rộng nữa. Anh em thấy là những lợi thế ban bích của phía T1 không? Bên phía của team 2 dám hở Yone sau bích cái kèo ấy tróc là phải trả giá liền. Bệ tướng của họ rộng á. Ban bích kiểu nào cũng dễ. Nói chung bây giờ cảm giác bên phía T1 đang dominate quá anh em. Tuy nhiên phải gặp những cái đối cứng nha. Chắc phải gặp những cái đối cứng. Tại ván này thì bên phía của Ranix quá nhiều vấn đề mà. Ranix là đối mềm nên nhìn nó dễ hơn nữa. Chờ vô gặp những cái đối cứng á. Những team như Genji bây giờ chắc còn Genji đúng không? DK hả? Còn Genji với lại DK hả? Ừ, Genji với lại DK để coi đánh coi sao. Rồi đánh Cocky với lại Faker đè ác quá. Ván 2 đánh kiểu dạng setup chịu không nổi. Rồi end game băng trụ giống như tình huống vừa rồi. Easy. Ván 2 chắc coi chút xíu mấy cái tình huống đè lên của Faker đè ác lắm. Chênh lệch gần gấp đôi ở thời điểm đầu mà. Người farm mười mấy xong rồi người farm 30 mấy nè. Tại vì setup nó bị lỗi. Cái này mình không thấy được á, tại vì pha này pha highlight rồi. Nên mình không thấy được cái pha lỗi của setup. Setup nó lỗi cái là nó biến về, nó biến về quá hứa hình, nó biến về quá nông, nó đứng đây nè. Nó đứng đây biến về nè, xong bị Faker phá chứ không phải cỡ chừng 3 lần liên tiếp. Thọt biết bao nhiêu kinh nghiệm. Cái đó là cái lỗi lớn nhất của setup. Ông phán 2 chắc cũng không. Trời, cái khóa, cái sắn trói này nó cũng ảo nữa. Nè. Nó phát trúng luôn. Cái vòng tròn phía bên đây mé mé vô cái mông của con Cocky, gì Cocky đúng không? Ừ, trúng luôn. Tạo ra một ảo. Đẩy đường tốt dành cho cả Faker lẫn Zed. Ô, pha lao lên từ xe táp và anh ta tấn công. Trả lại là không đủ. Ây da. Tại Faker đang hơn sát thương anh em ơi. Hai quyển sách cũ. Xong rồi cái đúp của nó cộng hưởng cùng với là hai quyển sách cũ đây nữa. Đòn đánh thứ ba của đúp á. Rồi ván này out trình nè, ván này out hết. 20 mấy phút à. Nè anh em nhìn vô cái bệ tướng là Senna nè. Senna on. Mà thậm chí là có thể là con Senna này hỗ trợ cho Kira nha. Nếu như mà vô những cái kèo mà kiểu dạng đỏ sát thương ở thời điểm đầu á. Có thể pick luôn con Senna này đường dưới chuyển dịch xạ thủ khác. Nó khiến cho ban pick của phía T1 bây giờ nó khó đoán. Còn Vigo ngay chỗ này cũng được với lại Nico. Tại vì Vigo nó có sát thương Nico đa dụng. Nico làm mềm xong Vigo dứt điểm. Và bộ đôi này cũng hợp nữa. Ban pick của phía T1 bây giờ đang làm quá tốt. Kiểu như bây giờ là những cái team mà gặp bên phía của T1 á. Họ nên ban bích theo cái kiểu là bích theo cái lối chơi của mình á, chứ không phải là bích để hạn chế bên phía tiên quanh. Tại vì hạn chế không được, bên kia bể tướng nhiều quá không hạn chế được á. Mà bây giờ cố gắng bích sao để hoàn thiện cái đội hình của mình á, thì tôi nghĩ là
mấy cái team mạnh á, thì khi mà gặp team mạnh thì nên bích theo kiểu đó, cứ đánh đúng cái điều kiện thắng của mình thôi, chứ không cần phải hạn chế của team mạnh nữa. Là hai bên sẽ có cái đội hình cân bằng, hoặc là cái đội hình mà theo ý muốn á nè, thì nó sẽ ok hơn. Rồi là trong cái minh chứng á, ví dụ như là cái cuộc gặp gỡ với lại bên phía của Hang Online á, họ bích để hạn chế con cocky của Faker nè, xong cái giá phải trả là một con cocky nữa không tác dụng. Ờ, ván 2 chắc là khỏi coi nè mà. Ván 2 đường nào cũng thua á. Thua hết rồi. Mid thua, boss thua, top thua, thua hết. Tung bởi hóa dư chiều và anh ta nằm xuống với mạng dành cho Faker. Sau đó là một pha ủi thẳng vào đến từ Carrier với setup. Chậm một chút để bước bạn đặt xa cùng. Rồi, ok, chắc mình coi tới đây thôi anh em ơi. Dễ. Tại vì cặp trận này nó dễ mà. Radix đâu phải là cái đội tuyển mạnh tại LCK đâu. Radix thậm chí là mới có được một chiến thắng trước Vion à. Hai đội tuyển đứng một đứng thứ 9, một đứng thứ 10. Ok anh em ơi, cho bữa nay Linh xin phép mình đọc stream đây anh em ha. Bye bye anh em nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha. Thấy anh em cũng im im rồi, chắc buồn ngủ rồi đúng không? Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Hẹn gặp anh em vào ngày mai. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.